kính chào thầy khoảng thời gian gần đây cũng được nửa năm rồi cuộc sống của con không có lúc nào là vui vẻ con luôn cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh cảm thấy cuộc sống này không có gì là vui vẻ khi con gặp mọi người bạn bè gia đình con luôn tỏ ra là mình giỏi mình ổn 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 thỏa đấy con luôn luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy nhưng như vậy nó lại càng khiến cho con trở nên mệt mỏi con không biết phải làm sao thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này Con rất sợ mọi người sẽ phát hiện ra con không đúng như vẻ bề ngoài Không giỏi như những gì mọi người thấy Con phải làm sao để đầu óc được thư giãn, sống bình yên, thưa Thầy Con hy vọng có lời khuyên từ Thầy à, Bạn Trần Thị Thu An Bạn ấy đang bất ổn ở à, trong ở à, thân tâm Đang mệt mỏi, đang chán mọi thứ Thế nhưng mà ở đây á, thì bạn có nêu ra là gì? Bạn ấy đang muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình đang rất là ổn, mình giỏi, mình tốt, đúng không? Thế và càng ngày thì bạn càng thấy mệt mỏi. Thế thì thầy xin chia sẻ với bạn Thu An thế này. Cái gọi là hạnh phúc ấy, thưa đại chúng. Hạnh phúc ở đây thì nó là hạnh phúc của thế gian này này. Chưa nói đến cái hạnh phúc tuyệt đối niết bàn mà chư Phật hướng chúng ta tới những hạnh phúc ở thế gian này thôi đã nó, nó làm sao nó cũng phải có đủ những cái nhân duyên ấy mà chứ không phải chuyện bình thường ừ, trong đó là cái người phải biết có cái tu tập biết đủ người ta gọi là biết đủ thường an ổn thứ hai nữa là người chân thật cái người giả dối thưa đại chúng người giả dối mà khó được an lắm cái người giả dối lúc nào cũng phải che phải chắn giống như bạn Thu An này. Bạn cứ làm ra cho mọi người là như là mình giỏi, mình mình ổn lắm, mình hay lắm. Nhưng sự thực mình không phải thế, đây là một cái sống chưa thật với mình, không thật với mọi người nữa. Tại chúng thấy cái người mà cứ phải đóng kịch như thế thì rất mệt. Cái người phải đóng kịch suốt ngày rất mệt, lúc nào cũng phải giữ cái cái vẻ mặt của kịch như vậy sẽ rất mệt tự phiền não người ta gọi là mất tự mất cái cân bằng trong ngoài nó mất cân bằng sẽ sinh ra phiền não khổ đau đó thế cho nên ở đây thì thầy thầy khuyên bạn thu an là thứ nhất đấy làm sao bạn phải quay lại xem cái mà bạn bất an cái khổ não này nó từ đâu nếu mà chính do cái sự bạn cứ phải thể hiện phải chứng minh với mọi người rằng tôi là giỏi tôi là tốt tôi là ổn tôi là hay thì phải đập vỡ cái vỏ ấy đi phải dám sống thật với mình sống thật với mọi người Thật để chúng khi mình sống thật thì nó rất là, nó rất là nhàn đại chúng thấy hạnh vợ chồng với nhau mà cứ phải đóng kịch với nhau là chúng thấy khổ không rất là mệt một người cứ phải đóng kịch ấy. đại chúng thấy cái mặt mình mà cứ phải bôi phấn suốt ngày đại chúng thấy nó có, nó có mệt không nó cũng mệt cứ phải bôi phấn là, là giả đấy rồi nó sẽ có ngày nó dị ứng cho mà xem cho nên là có đánh phấn một ngày tối về cũng phải rửa đi Chứ không ai để phấn suốt ngày suốt đêm cả Lúc nó mệt Cho nên khi mà ta sống với cái mặt mộc của ta nó rất là thật Nó nhàn Này chú hiểu không? Có đánh phấn đánh tí thôi chứ còn Đừng có suốt một đời mà, mà đắp phấn không rời Chết luôn Đã độc luôn Đấy cho nên ở đây thầy thì thầy nói bạn Thu An mà đang phải vướng một cái là bạn ấy đang sống không thật với chính mình và với mọi người cái đấy làm cho mình rất là mệt cho nên hãy đập vỡ cái vỏ cái vỏ bọc không thật ấy đi sống chân thật với mình và với, với mọi người cái đấy là cái làm cho mình nhẹ lòng đi đã thứ nữa là gì những cái hư danh những cái mong cầu vượt quá sức mình ta phải buông xuống phật gọi là phải biết đủ thôi biết đủ thì cũng sẽ an vui chân thật cũng sẽ an vui đó thì đối với bạn thu an thầy khuyên bạn nên như thế đi nghe không à, phải dũng cảm đấy có khi là một phen đau đớn để lột bỏ cái mặt nạ của mình đi những cái, cái, cái vỏ bọc của mình đi lột đập vỡ nó đi có đau đớn đấy chứ không phải không chấp nhận đấy nhưng mà giờ mình sẽ được sống thật với chính mình và lúc ấy tâm mình nó mới an ổn được thì cái tâm của mình bây giờ trong ngoài nó không không nhất như là nó sẽ bất an nó gọi là không 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 cân bằng được nó bất an ngay tâm chúng ta là thế đấy, Đó. Thế cho nên bây giờ để được trong ngoài nó được nhất như được thoải mái thì chúng ta hãy sống thật, nhé. vượt qua tất cả những cái cái mặc cảm, những các cái cái phù hư, cái cái danh ảo đi bỏ đi, thì ta sẽ được an ổn đấy, nhé. Và tu là cái mà Đức Phật nhắm đến cho chúng ta. À. chứ nếu mà đạo Phật mà chỉ là học để mà diễn thuyết không á thì dần dần đạo Phật nó sẽ trở thành một cái thứ hí luận, một cái triết lý suông và không có lợi ích gì cho ai cả. Chính cái tu tập này mới là cái chúng ta thực sự gọi là ăn đó. Còn học ấy thì mới chỉ là mới chỉ là nhìn thấy cái bánh thôi. Còn tu mới là thật sự ăn cái bánh, nếm cái bánh, ăn cái bánh, biết vị của nó và mới có thể no được nếu không tu thì như người chỉ nhìn cái bánh mà không được ăn Đó. cho nên cái việc ứng dụng tu tập là việc tối quan trọng thầy cũng nói là không cần phải học hết cả tam tạng kinh điển à, vì kinh điển của phật rất nhiều nói tam tạng thì có tam tạng của phật giáo nguyên thủy phật giáo phát triển rất là nhiều ừ. chúng ta cả đời mình nghiên cứu cũng không hết được cho nên chúng ta chọn lấy những cái rất cần thiết, cần thiết nhất thôi để chúng ta có đủ tránh chi kiến để mà tu tập thực hành cho đúng. Cho nên Phật pháp, giáo pháp của Phật chính là những phương pháp nó giống như là cái một cái môn kỹ thuật đấy, cứ làm đúng như thế thì sẽ ra kết quả như vậy. Cũng giống như nấu cơm á, là phải biết đúng kỹ thuật, biết được tính chất của cái gạo này. Nó, nó Nó Ăn nhiều nước hay nó ít nước Vào. Thế rồi là Mình phải cho được bao nhiêu nước cho nó vừa Nhiệt độ của nồi cơm phải thế nào Củi lửa ra sao Vào. Phải nấu thật khéo đó. Thì nó mới có thể cho mình Một cái nồi cơm thật là ngon Còn nếu không thì Cơm nát, cơm khê Vào. Cơm sống đó. Chúng ta sẽ vậy thôi, như vậy đó tu tập Phật Pháp cũng thế, hành đúng phương pháp. Mà cái đúng phương pháp đây tức là có đầy đủ từ chính kiến, thưa đại chúng. Đi đầu là chính kiến, mà chính kiến là phải từ cái sự sự học tập của chúng ta. Đó. Cho nên thực sự thì nhiều năm qua thầy dành thời gian để giảng dạy giáo lý, mà cho tăng chúng, cho Phật tử thâm nhập giáo lý đã. Đồng thời trong quá trình đó vẫn có cái sự thực tập rồi. À, vì nếu học không mà không thực tập thì, thì cũng đói cho nên à, học nhưng mà vẫn đã thực tập còn cái khóa thiền tránh niệm vừa rồi, rồi là một cái khóa chuyên mà để cho phật tử bắt đầu vào cái thời gian mà đi vào có những cái người mong muốn được có những thời gian chuyên tu tập để đi sâu hơn vào trong cái việc à, thực hành giáo pháp đó thế thì hôm nay là ngày à, cuối cùng nhìn chung là tất cả chúng gọi là thiền sinh trong khóa tu tập thì vẫn cũng đều khỏe mạnh cả và mọi người vẫn vẫn còn có thể có sức để tiếp tục đi nữa nhưng mà khóa thiền đến đây là hết rồi và chúng ta thì thầy cũng hy vọng trong tương lai là chùa sẽ thường xuyên mở các khóa tu như thế này bảy ngày ba ngày hoặc hai ngày có lẽ là những cái khóa hai ngày thứ bảy chủ nhật đó là phù hợp với nhiều người còn khóa thiền bảy ngày thì có thể là ít hơn Đấy. còn khóa thiền hai ngày là những cán bộ công nhân viên chức là có thể tham dự được dành cho cái đối tượng nó rộng hơn thì trong tương lai thầy sẽ có những cái chương trình như vậy nào để cho chúng ta phải được tu tập nhé à... kính thưa đại chúng bây giờ chúng ta sẽ và bài của hôm nay. Bài hôm nay chúng ta học tới bài số 242 của kinh Mi Tiên vấn đáp với tựa đề học từ thuốc trị độc rắn. Đó, học từ thuốc trị độc rắn. Thế đây chúng biết rồi, nọc độc của rắn rất là nguy hiểm. Vâng, nó là một cái không những là vũ khí tự vệ của con rắn mà cũng là cái cái thứ để tấn công một con rắn khi rắn nó muốn tấn công ngoài tự vệ mà kể cả tấn công à. và chúng ta biết đấy, nọc độc của rắn thì thì nó cũng có rất nhiều cái chủng loại nhiều loại rắn trên thế giới người ta thống kê rồi có rất nhiều loại rắn wow. và có những loại rắn thì nọc của nó là cực độc wow. cực độc chẳng hạn như là cái con rắn gọi là rắn rắn biển bencher hay là con rắn gọi là rắn tai ban ở úc thì nọc của nó cực độc luôn Đấy, thưa đại chúng độc lắm Ví giờ như là à, chỉ 100 ml mg cái nọc độc của cái con rắn tai, tai này nó có thể giết chết 100 người trong vòng 15 phút 20 phút thôi một trăm người và giết chết mấy nghìn con chuột ừ, thưa đại chúng khủng khiếp đến như vậy hay nọc độc của con rắn hổ mang chẳng hổ mang chúa chẳng hạn thì chỉ cần 7 mg thôi thưa đại chúng của con nọc độc của con rắn này mg tức là rất ít 7 mg thì cũng có thể giết chết được 10 người trong vòng nửa tiếng 7 mg thôi Đấy, thưa đại chúng độc đến như vậy cực độc mà và người ta theo báo cáo thống kê người ta nói là hàng năm trên thế giới cái, cái nạn nhân chết vì rắn độc cắn này là hàng năm là hàng chục ngàn người một năm trên thế giới Để chúng như vậy là cũng không phải là nhỏ không phải nhỏ Đó. vừa rồi ở miền nam rất nhiều rắn độc nó vào nhà vào mấy cái tỉnh phía trong không phải ở thành phố hồ chí minh nhưng mà mấy tỉnh phía trong rất là nhiều xuất hiện những cái hiện tượng như vậy thế thì kính thưa đại chúng tìm hiểu một chút về nọc của rắn thì các nhà khoa học người ta nghiên cứu thì nọc của rắn ấy nó là một cái dạng dịch tiết nước bọt nó là cái nước bọt của rắn thôi và nó chính là cái chất nó chính là một cái chất để mà hỗ trợ cho việc tiêu hóa của con rắn thế nhưng mà nó lại trở thành thuốc độc thành chất độc À, thế và cái tuyến này ấy, cái tuyến nọc độc này thì nó nằm ở phía sau đầu của con rắn Đó. con người chúng ta thì mật à, gan nó tiết ra mật cái mật ấy là cái là một cái dạng men để tiêu hóa thế thì con rắn ấy thì cái nước bọt này của nó lại là một cái loại men để tiêu hóa ừ, để tiêu hóa nhưng mà cái men này tiêu hóa được thức ăn của nó nhưng lại trở thành một cái độc dược Khi mà con rắn nó cắn vào ai Cắn vào con vật nào Đó. Thế thì đã là men tiêu hóa Thì thành phần của nó Cũng là các protein à, Protein là một cái loại đạm đấy thưa đại chúng Đó. Thì ở đây người ta chia ra Nó có những cái nhóm protein Là nhóm neurotoxin này Là nó tác động vào thần kinh Hay là nhóm hemotoxin Là tác động vào hệ tuần hoàn Tim mạch, máu đó. rồi cái nhóm Cytotoxin là tác động trực tiếp vào tế bào, Thưa đại chúng, Đó. thì trong cái, cái 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 nọc của con rắn cái dịch này của nó là có hỗn hợp các cái loại protein có cái tên như vậy và cái dịch này của nó cái nọc này của nó là tác động vào vào thần kinh tác động vào hệ tuần hoàn vào tim mạch, không? À. Hay là tác động vào tế bào Cho nên những người bị rắn cắn Thì có khi là tự nhiên cắn xong là người cứng đơ ra Nó tác động vào thần kinh Hoặc là nó làm cho hệ tuần hoàn là Ngưng luôn Tim ngừng đập luôn vào. Hoặc là nó làm cho tế bào hư thối ra luôn Đấy Và cái nọc cái, cái độc của rắn nó lan tỏa ở trong, trong cơ thể Của Của cái, cái đối tượng bị con rắn nó cắn Đấy, ừ. đấy thì thưa đại chúng Thì chúng ta biết nếu theo cái nhìn của Phật pháp á, thì cái loài nào cái người nào ai bị đọa làm rắn thì đại chúng biết không cái người mà kiếp xưa làm người đấy tính tình thâm độc cái miệng độc ác à, cái miệng của cái người này nói ra là gì nói gọi là chết cây gãy cành à. nói bên đông chết bên tây thâm độc à, cái lời nói sâu cay thâm độc và ác hại tức là cái miệng của người này rất là độc đại chúng để ý mà xem ở trên đời này có những con người cái miệng người ta nói ra lời nó cay độc chua chát à. nghe ra gọi là đau chua chát trong lòng lời nói sâu cay làm cho người khác đúng là nghe một lời xong có khi người ta chết đi được có những lời nói như vậy đấy nói một câu thôi mà rồi người ta về người ta khổ đau về câu ấy mà người ta chết đi được thì những cái người như vậy ấy cái nghiệp tái sinh kiếp sau thường sẽ làm rắn này đấy mẹ chúng cho nên con rắn có cái miệng rất là độc phải không? Ừ, cái miệng nó con rắn nó độc thì khi tiền kiếp ấy, con rắn ấy chính là những người khi mà nhả ra lời nào là lời lời độc địa sâu cay làm khổ đau cho người nên cho nên chúng ta muốn tránh cái quả kiếp làm rắn thì bây giờ phải tu cái gì phải tu cái miệng nói lời hỏa ái ái ngữ những lời tốt đẹp những lời chân thật chân thành không nói những cái lời cay độc Cho đại chúng phải gọi là được lời như cởi tấm lòng lời nói của mình nói ra phải phải làm sao làm cho người vơi bớt sầu đau làm cho người ta hoan hỉ người ta phấn chấn lên à, đó phật gọi là ái ngữ đó ừ, ái ngữ là cho một trong bốn cái nhiếp pháp của người đệ tử phật không kể là xuất gia hay là tại gia đều phải tu à, ái ngữ Đấy, ái ngữ cái nhiếp pháp gọi là ái ngữ à, lợi hành đồng sự và và gì? Ừ. À, à, bố thí gọi là bốn cái pháp để mà thân cận để mà nhiếp hóa chúng sinh đó cái đại chúng thế thì chúng ta phải tu hết đấy thì như vậy chúng ta làm lợi ích cho mình và mới làm lợi ích cho người được thế còn nếu chúng ta không tu cái khẩu nghiệp của chúng ta nói năng thả cửa bạt mạng không nghĩ đến cái lời nói của mình nó có làm đau khổ cho người hay không thì rất dễ cái nhân ấy kiếp sau chúng ta đọa làm rắn đấy thưa đại chúng còn rắn độc đến cỡ nào thì, thì còn tùy theo cái hành nghiệp của mình mình là loại gì ở việt nam là cặp, à, cặp nong hay cặp nia hay là hổ mang <laughs> đó đấy thưa đại chúng yeah. thì trong cái nhân quả thì biết rõ cái loài rắn là như vậy ừ. thầy mong rằng tất cả phật tử chỗ vàng chúng ta không ai bị đọa làm rắn cả <laughs> không ai đoạn rắn cả bỏ thân này thì chí ít cũng tái sinh làm người chí ít tái sinh làm người đem tiếp tục gặp phật pháp tu tập chứ không bị đọa làm rắn nhé yeah. thế bây giờ thì <laughs> chúng ta sẽ đi vào văn kinh bài kinh này thì về cuối của kinh mi tiên những bài kinh này rất là ngắn chỉ có mấy câu thôi Đó, và thầy sẽ phấn đấu là trong năm nay là sẽ kết thúc được kinh mi tiên vấn đáp giờ thầy xin đọc văn kinh Để chúng xem hai cái vị trí giả này họ học được gì từ cái thuốc trị nọc rắn độc ừ. tỷ kheo na tiên thưa với vua milan đà thuốc trị độc rắn có hai tính dụng thứ nhất là thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho dòi bỏ phát sinh lên được bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy đừng để cho dòi bỏ phiền não phát sinh đó đây là cái thứ nhất học từ từ cái thuốc trị độc rắn cái thuốc để trị độc rắn thực ra thì thầy thì cũng không biết cái thuốc ý nó như thế nào À, nhân đây Thầy giới thiệu luôn ở dưới Quảng Ninh mình á, là ở trong hoành bồ có cái bác tên là bác Quang là trị rắn độc cắn nổi tiếng. À, ai ở đâu mà bị rắn cắn á, nhất là người Phật tử Quảng Ninh này này, nếu mà người thân hay ai, hay mình bị rắn cắn thì đi đến hoành bồ hỏi nhà cái bác Quang chuyên trị rắn cắn nhé. Và Thầy cũng đã giới thiệu nhiều người xuống đấy và bác ấy xuống bác cái thì bác nói gần như tất cả các loại rắn ở Việt Nam này mà cắn là bác ấy cứu được hết có những người bị mà sùi bọt mép tay chân mắt trợn hết ra rồi mà bác bảo bác vẫn cứu sống được có những những trường hợp ấy nhiều khi đến bệnh viện có khi lại chết đó thưa đại chúng cho nên những cái người thầy thuốc này quý lắm không biết cái thuốc của bác ấy là là làm bằng những cái cái dược liệu gì à, tất nhiên đây cũng là là gọi là bí mật của bác mà chắc là bác cũng, cũng là bí truyền đấy chỉ truyền cho, cho con đấy nhưng mà con cháu thôi mà, wow. mà cũng không phải là con cháu đứa nào cũng truyền hết đâu <laughs> đứa nào mà, mà thấy là nó, nó giữ được bí quyết thì mới truyền và wow. đấy là có nhà bác quang ở trong trong hoành bồ hình như ở chỗ chỗ chới đấy thì trấn chới hoành bồ đấy đấy thì mọi người thầy giới thiệu luôn nhân hôm nay học về thuốc trị rắn cắn thuốc <laughs> thầy giới thiệu để nếu mà có ai mà bị rắn cắn thì tìm đến hoành bồ hoài nhà bác quang Đó. ở đây cái địa chỉ chính xác của cái cái xóm đấy là cái gì thì thầy thầy không nhớ ở đây nhưng mà hoặc là nếu mà ai cần thì có thể liên hệ với chùa thầy cho hẳn địa chỉ chính xác để mà mà cứu kịp thời vì rắn cắn này thưa đại chúng không kịp thời là tử vong rất cao Đó. ở việt nam mình thì thì thường là rắn lục, rắn cặp nong, cặp, cặp nia, rắn hổ mang và mà những loại ý đều là rắn mà có cái cái nọc độc, độc khá là cao, khá là cao, nó có thể giết người rất nhanh trong khoảng độ một tiếng thôi nếu không kịp cấp cứu là chết ngay, đợi chúng rất nhanh. Thế cho nên là cái việc mà biết cái địa chỉ của thầy thuốc chữa được rắn độc cắn là cũng rất cần thiết. Đó, thầy cũng có in cho in cái địa chỉ đấy để biếu cho mọi người đấy, vì không ai biết được, đại chúng hiểu không? rất là cái nhiều cái duyên để để chúng ta có thể bị rắn cắn lắm, vâng. Ừ, bị rắn cắn, nhất là vào cái mùa mưa như thế này này. Để mùa mưa là ếch nhái nó hay ra ngoài và rắn nó hay bò ra để nó ăn. Ếch, ếch nhái thì chúng ta chẳng may gặp nó hay đạp phải nó, nhất là đi đêm, đúng không. Đó, thế thì chúng ta biết được cái địa điểm cái của người thầy thuốc này rất là quý. Thế thì ở đây thưa đại chúng á thì Kheo Na Tiên nói với vua Milan Đà rằng Cái thuốc mà chỉ Độc của rắn ấy, Nó có một cái Đặc tính là Nó không bao giờ Để cho dòi bọ phát sinh lên được Đấy Cái vết con rắn nó cắn mình Thưa đại chúng với cái nọc độc của rắn nó có thể làm cho cái vết đấy bị thối ra Nhưng ai mà đã từng bị rắn cắn sẽ biết Cái vết đấy Nếu không điều trị kịp thời nó sẽ thối thịt ra thưa đại chúng nó tím bầm vào, nó chết luôn cái thịt đấy và sau nó thối nó thối nó sẽ phát sinh ra giòi giòi bỏ đó đấy là cái lẽ tự nhiên thôi thịt thối là sẽ có giòi thế thì ở đây nếu mà có cái thuốc để trị nọc độc rắn cắn này thì khi mà đắp cái thuốc ấy vào à, thì cái thuốc ấy nó trị luôn cả giòi luôn không bao giờ có giòi phát sinh được ở đấy nữa đấy vì nếu vết thương của chúng ta mà có giòi thì vết thương đó sẽ rất dễ bị nhiễm trùng và nhiễm trùng máu và rất nguy hiểm luôn đấy. cho nên cái, cái thuốc để đắp đây gọi là đắp vết thương hở này thì thuốc đấy phải có tác dụng sát trùng không để cho trùng để cho giòi nó phát sinh đấy. thế thì chính những cái thuốc trị rắn cắn này là nó có cả tác dụng đấy nữa người thầy chị cũng chưa hỏi bác quang xem mà thành phần thuốc của bác có những gì mà nó cũng là bí mật cho nên mình cũng tế nhị không hỏi, à, không hỏi, <laughs> nghề của người ta Đấy, là cái 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 để kiếm cơm cho nên thầy không hỏi. Không biết bác lấy những cái lá gì đó, không? cũng chỉ là lá thôi thưa đại chúng chứ không phải là là những cái dược liệu gì gọi là 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 quá là là hiếm là lạ đâu. Thấy bác cũng đi loanh quanh trong vườn nhà là bác làm một mồi thuốc về cho đắp và dã cho chỗ uống thế thôi thế là là bác bảo cho về là yên tâm là sống mà đúng là hình như bác cứu là chưa có ai chết cả thế, có những người bị nặng sùi hết bọt mép tay chân cứng mắt trận rồi mà bác bảo tôi vẫn cứu được thế thì chúng đấy là rất là quý rất là quý thế thì cái thuốc chỉ rắn cắn này nó có cái đặc tính là không bao giờ để cho dòi bọ phát sinh ở cái vết thương được nữa thì tỳ kheo na tiên nữa học từ cái thuốc này để ứng dụng vào một hành giả tu học Phật Pháp. Làm sao? Bậc hành giả tu tập phải giống như thuốc trị độc rắn vậy, đừng để cho dòi bọ phiền não phát sinh. Đó. Chúng ta ở đây, á, Na Tiên gọi phiền não là dòi bọ. Nào, dòi bọ. Và quả thật, thưa đại chúng, á, cái con dòi, con bọ thật ấy, đều là chúng sinh rất nhiều phiền não cấu huế mới đọa làm giòi đấy thưa đại chúng không phải tự dưng mà, 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 mà bị đọa làm một con giòi đâu thưa đại chúng chui vào lúc nhúc ở một chỗ rất là ế tạp bẩn thỉu đại chúng thấy không thường là chỗ thịt thối ở trong đống phân giòi mới xuất sinh rất là kinh thế thì chúng ta biết đấy, chúng sinh loại gì tính nết gì mới chui ra mới hóa sinh ở cái chỗ nó bẩn đến như vậy cái người này chắc chắn là tâm tính rất là bẩn bẩn tính mình gọi là bẩn tính không? thì tự nhiên phải sinh sứ vào cái chỗ rất là bẩn như vậy và thân hình cũng rất là kinh đại chúng không nhìn thấy con giòi thực sự là thấy kinh lắm à, đấy, trong bát canh của mình tự nhiên mà thấy có một con giòi làm trành anh đấy thì chắc phải dũng cảm lắm mới dám ăn không? À, không, ai không dũng cảm thì không dám ăn luôn nôn ọe luôn mà vâng. cái nhìn thấy cái con giòi, nó nó nhún rồi nó, nó nhung nhúc rồi, mình đã thấy ghê rồi này chúng thấy không? chả tức là hình tướng của cái con vật ấy nó đã làm cho người ta sợ người ta muốn tránh xa rồi tại chúng ta mấy cái con vật như con đỉa này con giòi, này tại chúng ta nó rất là ghê Phải không vâng. nhưng mà xét ra thì thực sự thì thầy thì thầy nói vui ví dụ như là trong cái cái bể mà nằm ướp cá làm mắm ấy thầy chúng hiểu không thì bao giờ nó cũng có dòi. tất nhiên nhìn con con giòi thì thấy nó là bẩn thầy chúng hiểu không nhưng thực ra con giòi ở trong bể cá thì nó thực ra nó cũng toàn chỉ là chất của cá thôi mà cho nên nó cũng không phải là bẩn lắm nếu mà ở trong đó con giòi cá thì nó cũng chỉ là cá thôi Đấy, cho nên là, là, là người ta nấu cá thì người ta nấu tuốt cả giòi luôn chứ có gì đâu chứ ai lúc đó mà còn đi nhặt giòi ra nữa nấu mắm á đúng không nấu hết cho nên chúng ta lúc ấy là ăn tuốt cả giỏi từ đại chúng khuất mắt chục coi nhiều nhiều bà nhiều cô bảo rồi nhìn thấy người ta làm mắm rồi ấy, là về là không dám ăn mắm nữa vì thấy nào giỏi nào giết nó ở trong nhung nhúc mà. À, nhưng mà thực ra thì xét cho cùng con giòi nó cũng chính là cá thôi chứ có gì không? nó ăn cá nó cũng là cá thôi gì đâu cho nên là, là cũng khi mà nấu rồi thì nó không phải là bẩn nữa không, không phải bẩn nữa thế thì ở đây á na tiền ví phiền não như là giỏi bỏ à, và quả thật thưa đại chúng như thầy nói bị đọa làm giỏi bỏ nhất khoát phải là những người tâm tính rất là bất thiện rất là cấu nhiễm rất là ghê tởm những cái người cái tâm tính này mới đọa làm giỏi làm bọ và phải sinh sứ vào những cái chỗ rất là bất tịnh rất là uế tạp đó đấy đọa làm đấy thế còn chúng ta thế, mình tốt đẹp thì mình sẽ có chỗ sinh sứ tốt đẹp à, thân thể tốt đẹp nó là lẽ tự nhiên đấy là nhân là quả thôi không có gì không có cái gì ra ngoài được nhân và quả cả nhân và quả cả thế thì ở đây một vị hành giả tu tập phải phải giống như cái thuốc trị độc rắn này đừng để cho dòi bỏ phiền não phát sinh à, đấy tu tập tu tập thì đừng đừng làm cho sinh thêm phiền não thưa đại chúng bây giờ chúng ta cố gắng làm sao chỉ còn đoạn trừ phiền não cũ thôi tẩy trừ phiền não cũ nó còn lưu động trong tâm trong tâm mình thôi. Còn tu mà lại càng tu càng tạo thêm phiền não thì sai mất rồi. Chúng ta tu để chúng ta sạch phiền não để chúng ta được an lạc được giải thoát. Thế mà tu thì lại càng tu càng chất chứa phiền não thêm nhiều. Phải không? Càng tu cuối cùng lại thành thành ra bà la sát, phải không? thành giao ông quỷ sứ thì thôi rồi ông phái cho nên càng tu thì phiền não càng phải vơi bớt càng dễ buông xả phiền não thì mới đúng Đấy. Đấy. và tu thì làm sao cuối cùng là chỉ còn phiền não cũ thôi Đấy. chứ đừng đừng đem thêm phiền não mới vào Đấy. tu chúng, giống như là chúng ta dọn cái kho thưa đại chúng trong cái kho nhà chúng ta đủ thứ tạp nhạp linh tinh à, à, rồi nói là chuột bọ rắn rết nó cũng chui vào trong cái kho nhà mình hết ấy. À. thì tu là vào là quét là dọn là đuổi hết những thứ ra để làm cho cái kho nhà mình nó sạch sẽ rồi mới cho đem những thứ quý báu vào để mới đem những cái vàng ngọc châu báu vào cất trong đó đồ cổ đồ kiếp cất vào đó quý hiếm thế mà tu thì không làm thế lại lại rước thêm phiền não rước thêm những cái cái tạp nhạp cái bẩn thỉu vào thì đại chúng thấy đến bao giờ mới sạch được cái cái kho của mình chân tu giống như cái việc dọn kho đấy thưa đại chúng như việc dọn kho đấy ngày ngày chịu khó quét dọn lau chùi vào thì mới được và chỉ còn chỉ còn những cái phiền não cũ thôi thì mới được đừng tạo thêm phiền não mới cho nên ở đây Na tiên nói là hành giả tu hành thì đừng phát sinh, đừng sinh thêm ra phiền não nữa. À, nguyên cái phiền não cũ mà chiến đấu với nó, quét nó đã mệt lắm rồi. Cái kho này nó để hàng ngàn, hàng vạn, năm vạn kiếp rồi, vô lượng kiếp quá bẩn rồi. À, kỳ cọ nó đã quá mệt rồi, và bây giờ lại còn vác thêm, sinh thêm phiền não nữa thì thôi rồi, rất là mệt. Yeah. Cho nên ấy, trong 37 pháp trợ đạo của chúng ta đấy có bốn cái pháp gọi là tứ chính cần thưa đại chúng. Tứ chính cần tức là bốn cái điều chân chính phải chuyên cần và chuyên cần chăm chỉ làm bốn việc này. Đó là gì? Điều thứ nhất ý, là gì? Là những cái việc ác và mà chưa sinh những việc ác chưa sinh, chưa từng làm thì dừng ngăn đừng bao giờ cho làm, gọi là ngăn ác. Mình chưa làm việc ác, ví dụ bây giờ ở đây mấy vị chưa có ai đi hút thuốc phiện thì đừng tập hút thuốc phiện. Nghe mấy anh phiện mà Ui giời hút hay lắm, hút một điếu, một gọi là một bi thôi là nó lên tiên, vào wow. là bồng bềnh, là, là lâng lâng này khác. Đó. Đúng đấy, mấy anh nghiện anh cũng kể, thầy cũng nghe đấy, thích lắm. Thế bây giờ mình nghe nó thế, mình lại thử tí xem sao. Cái này là cái ác chưa làm bao giờ, bây giờ mình làm cho nó sinh ra thế này. Thử chỉ một tí thôi là chết đấy, thưa đại chúng. Có nhiều cái không thể thử được, thưa đại chúng, thử là chết. Cũng giống như thầy nói, giống như là cái ổ điện ấy, không thể thử thoa tay sờ vào ổ điện được, sờ vào là chết, có những thứ là chúng ta không thể thử được mà phải dùng trí tuệ để mà nhận biết để mà tư duy ừ. chúng ta biết thuốc phiện là nguy hiểm không? ma túy là nguy hiểm thử cũng không được phép thử thử một chút cũng không thử luôn tránh cho xa giống như ổ điện ấy bảo cho mình cứ chỉ thò ngón tay vào ổ điện một tí thôi cũng không thò thò vào là chết điện nó giật chết ngay Việt Nam mình toàn là điện 220 chứ không phải điện 110 mấy đâu Nên sờ vào là nó giật chết chứ không chuyện được Cho nên không thử Cái này phải bằng tư duy, nghe không? Đó, thế thì chúng ta phải thấy Cái thứ nhất, những điều ác chưa làm, chưa sinh thì đừng cho nó sinh ra Đừng làm điều ác nữa Đấy, thế đại chúng chúng ta sẽ lọc ra Những cái điều gì là điều ác Mình chưa làm thì giữ luôn đừng bao giờ làm đấy gọi là là ngăn ngăn điều ác ngăn điều ác không cho sinh không cho sinh ra đấy phải phải tích cực mà ngăn cái này đấy cái thứ hai là gì là diệt ác những điều ác mình đã lỡ làm rồi đã từng làm rồi đã quen làm rồi bây giờ học phật pháp biết phật pháp thì phải diệt những cái việc này trừ bỏ những việc này từ bỏ những việc này không làm nữa đó. mấy anh đã nghiện rồi biết nghiện là khổ rồi việc nghiện là xấu là ác rất khoát phải cai bằng được trừ bỏ cái việc nghiện này bằng được đó. trước đây suốt ngày ngồi tổ tôm tày bàn đó. rượu chè bê tha la cà bỏ vợ bỏ con bê bết đấy. thì bây giờ biết nó là ác rất khoát phải bỏ cái việc xấu này gọi là trừ ác phải trừ bỏ phải trước đây là mình lười biếng bây giờ phải bỏ cái tính lười biếng này đấy thưa đại chúng phải nhận ra những cái xấu cái ác của mình mình đã từng, từng hành những cái xấu cái ác bây giờ phải trừ bỏ cái việc đó đấy là cái tu đấy, đấy chúng. nói ngắn gọn của hai cái việc này là gì ngăn ác và diệt ác Ngăn cái ác chưa sinh Phải ngăn nó không cho nó sinh ra nữa Chặn luôn Diệt ác là những việc ác gì đã sinh ra rồi Bây giờ phải diệt nó luôn, trừ luôn, bỏ luôn Đấy Đấy là hai việc đầu tiên Và tiếp theo Hai việc nữa có tính chất tích cực hơn Đó là gì? Những việc thiện gì chưa từng làm Bây giờ phải tích cực tập làm, à, phải làm ngay ví dụ như là đi nghe pháp này là chưa từng đi nghe hôm nay sẽ đi nghe pháp à, học thiền là chưa học bao giờ hôm nay sẽ học thiền vì nghe pháp phật là việc thiện học thiền tu là việc thiện à, nghe cái bố thí mình từ xưa đến giờ mình chưa bố thí chưa bao giờ cho ai một cái gì à, gọi là mình gọi là bo bo à, giữ chặt chưa từng cho ai cái gì Ừ. Thế thì bây giờ à biết rằng bố thí là việc thiện, hãy đi bố thí đi, hãy mở lòng tay mình ra tập cho đi nào. Lúc đầu cho nó khó lắm, phải không thưa đại chúng? Bao nhiêu ngày tháng rồi mình chưa cho ai cái gì, bây giờ cho nó cũng khó đấy. Mở được cái tay xòe cái tay ra ra mà cho nó khó lắm. Nhưng mà cứ cho được một lần rồi lần sau sẽ dễ cho. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, chúng ta chúng ta biết là bố thí sinh phước báo thì chúng ta phải tập không phải là người lớn đâu mà tập cả từ cho trẻ con nữa thưa đại chúng dạy cho con cháu mình cho con cháu mình từ bé bắt đầu biết bố thí thì các cháu lớn lên nó rất dễ bố thí và đương nhiên bố thí sẽ sinh ra phước cho nó các cháu thầy ở nhà là từ nhỏ thầy đã bắt đầu dạy rồi vào hướng dẫn nói bố mẹ các cháu ở nhà được tiền mừng tuổi hay được cái gì sinh nhật sinh nhật có tiền dành ra để bố thí bố thí cho người nghèo khổ hay làm phước cúng dường đến tam bảo lấy phước đó từ bé đã biết rồi ở người Thái Lan ấy, người ta có một cái câu là gì làm phước trước làm giàu buổi sáng trước khi đi làm á là đa phần những người dân tín ngưỡng Phật giáo ở Thái Lan đấy trước khi đi làm họ bao giờ cũng chuẩn bị một chút vật thực gì đó để cúng dường đến chúng tăng vì chưa tăng ở Thái Lan là buổi sáng ta đi khất thực rất là sớm sáu giờ sáu rưỡi năm sáu giờ người ta đã đi khất thực rồi thế cho nên những người dân là giờ ấy là họ đã nấu xôi nấu chè làm bánh rồi có hoa quả các tất cả những cái gì vật thực là họ đã bày ra trước cổng nhà mình ấy quỳ xuống để đợi chư tăng đi qua là dân cúng giường cúng giường xong mới đi làm đấy người ta gọi là làm phước trước làm giàu đấy. làm phước trước cứ tích phước đã phước đủ rồi thì thì làm giàu nó không phải là quá khó ừ, thưa đại chúng cái người có phước báu thì tự nhiên tài lộc nó đến mà cái đó là sự thật đấy Thưa ừ. thế đại chúng đã nghe trong kinh có kể câu chuyện đặc biệt một vị thánh tăng là ngài sivali đấy phải không ngài sivali là thánh tăng đệ nhất về tài lộc ừ, đệ nhất về tài lộc và đức phật nói á là chư tăng đi đâu mà trong cái trong tăng đoàn ở đấy mà có ngài Sivali thì yên tâm là chư tăng ấy không bao giờ đói cả. <laughs> Thế thì hôm ấy tăng đoàn có một việc phải đi du hóa, phải đi du hóa. Một đến một cái vùng rất là xa thì mọi người mới bạch với Phật là con bạch Đức Thế Tôn ấy, đi đến cái vùng ấy dân người ta rất là không biết đạo đâu và người ta không biết cúng dường đâu. Rồi cái xứ đó cũng lại nghèo nữa, khó khăn nữa. Thế cho nên là Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tính thế nào? Hay là không đi cái đường đằng ấy nữa, đi cái đường đằng ấy là tăng chúng sẽ đói đấy. Thế Đức Phật hỏi thế trong tăng đoàn thì có Sivali đi không? Sivali đi không? Thế có phải bảo con Bạch Thế Tôn có Thế Đức Phật bảo thế thì cứ yên tâm mà đi. <laughs> thế là cả tăng đoàn thôi cứ nghe lời Phật đi thôi. Và quả thật thì không hiểu sao hôm ấy đi với Ngài Vali đến đúng cái vùng đấy, thì tự nhiên dân chúng họ lại nô nức ra họ cúng dường cái này chúng tăng chúng nghĩa là ăn thoải mái không ai bị đói cả như chúng Đó. đấy thì đấy là phước báu của ngài Sivali cho nên bây giờ thì những người mà làm ăn kinh doanh buôn bán họ rất hay thờ thánh tượng của ngài Sivali vì đây là bậc thánh tài lộc đệ nhất luôn ừ. tức là ngài có cái phước báu là sao vì nhiều kiếp ngài từng cúng dường chư Phật tường cúng dường chư tăng và từng bố thí rất rộng rãi cho nên ngài đi đâu là phước báu nó, nó tràn đầy ra đó không? nghĩa là không bao giờ thiếu thốn cái gì cả tự nó đến đấy thưa đại chúng chân thầy vẫn nói là làm giàu không phải chỉ có làm không mà được giàu có những người làm quần quật cả ngày không giàu vẫn chỉ là vặt mũi đút miệng thôi không? giáo hay hai tay là là đói Không có Làm quân quân Thế còn có người ta rất thành thơi Chơi thôi mà người ta lại không thiếu gì cả Thế đại chúng thấy rồi Đấy là cái gì đấy Đấy là phước báu của người ta đấy Đại chúng thấy không Phước báu của người ta Người ta sinh ra một cái đã làm con đông vua Sinh ra một cái làm con đông tỷ phú rồi Phước báu như vậy đấy đại chúng Đã phải làm gì đâu Chưa phải làm gì Mà đã là ăn tiêu không hết rồi phước báu của người ta thì cái phước báu ấy ở đâu nhất khoát phải có cái nhân nhân đó là họ bố thí là cúng dường à, hoặc là bố thí lớn cúng dường lớn hoặc là họ cúng dường vào ruộng phước màu mỡ cho nên được cái phước báu to lớn như vậy đó thì thưa đại chúng Đã. thế thì cái việc này là sao thầy đang nói về cái việc sinh thiện những việc thiện mình chưa từng làm, chưa từng thực hành thì chúng ta phải ngay lập tức về thực hành ngay. Hồi mà Thầy Thái Minh mới biết Phật Pháp, nghe trong Kinh Phật dạy như thế nào là mình rất thích và thực hành ngay, thực hành một cách rất sốt sắng. thực hành ngay. Riêng Thầy thì rất là thích, cứ Phật dạy như thế nào là mình rất thích thực hành những cái điều Phật dạy. Muốn làm luôn. Đó, đấy. Đó thì chúng ta cũng thế, cái tiếp là phải biết sinh ra điều thiện Những điều thiện chưa từng làm Chưa từng, từng có ở nơi ta Ta phải làm cho nó có mặt ở nơi ta Đấy, Nhiều lắm thưa đại chúng Những việc thiện trong đời này rất nhiều Nhiều lắm ạ à, Không phải ít Vấn đề là chúng ta có Có nghĩ ra để mà làm hay không thôi Đó Và cái thứ tư là gì? Là điều thiện đã làm Thì phải làm cho nó mạnh mẽ hơn nữa gọi là tăng trưởng thiện. Nhưng chúng ta đã đi học pháp đấy là điều thiện. thì bây giờ lại càng chăm chỉ hơn nữa để để được nhiều trí tuệ. À, chúng ta đã biết bố thí rồi, thì bây giờ bố thí hơn nữa và tâm rộng lớn hơn nữa. các đại chúng. Đó. Chúng ta giúp đỡ người thì ta lại giúp đỡ hơn nữa, không bao giờ ngừng nghỉ. thế mới được. gọi là tăng trưởng thiện, điều thiện đã làm rồi đã có mặt ở nơi ta rồi thì chúng ta phải làm cho nó lớn mạnh hơn nữa. Đấy, đấy gọi là tứ chính cần. Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện và tăng trưởng thiện. Bốn điều chân chính cần phải phải làm, chân cần. Nó gọi là tứ chính cần. Và nói tu Phật pháp thì cũng chính là bốn cái điều này đấy, không có gì khác đâu cho nên ba bảy phẩm trợ đạo này chỗ nào cũng có thể là đầy đủ Phật pháp hết, một phẩm nào cũng có thể là đầy đủ Phật pháp hết. Đấy. Thế hàng ngày chúng ta cứ 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 chuyên cần làm bốn điều này đi, tư duy, chính tư duy và làm bốn điều này đi, đấy. là tu đấy, là tiến đấy. Mà đấy. nói thì nói cái này nằm trong niệm xứ của chúng ta đấy, chứ không phải không đâu. Cho hôm trước thầy biết là có những có một số huynh đại Phật tử thì cứ nghĩ niệm xứ là cái gì đấy Để tu có bốn niệm xứ chắc là tu cái in ít này nó dễ không? chứ còn Phật pháp nó mênh mông thế này làm sao mà tu hết được không? thôi thì tu tứ niệm xứ rồi cứ nghe tứ niệm xứ là thích là khoái rồi vì nghe nó có bốn thứ thôi không? Ừ. thế là là chúng ta thích lắm nhưng mà đâu có biết rằng tứ niệm xứ lại cũng là tất cả Phật pháp Phật nói tóm gọn là tứ niệm xứ chứ, thực sự tứ niệm xứ cũng là tất cả chánh pháp của Phật đấy, không có cái gì ra ngoài tứ niệm xứ đâu. Bố thí cũng làm trong tứ niệm xứ không phải là không. Ừ. Thưa đại chúng, yeah. Đó đấy là bốn gọi là tứ chính cần để chúng ta chúng ta tu tập. Và làm sao nữa thưa đại chúng, ở đây Na tiên nói rằng một vị tỳ kheo phải như cái thuốc trị rắn độc, đừng để sinh ra phiền não nữa, à, không phát sinh phiền não, thì thực tập tứ tránh cần này là cái là cái diệt trừ phiền não, không sinh ra phiền não nữa đấy. hoặc là thầy có thể nói một cách khác như thế này nữa, à, chúng ta thực tập những cái này cũng là những cái để ngăn chặn phiền não, không cho phiền não phát sinh. cái thứ nhất là gì? đó là chúng ta giữ giới giới pháp của phật là một cái hàng rào rất là rất là quý để ngăn chặn không cho giặc phiền não nó chui vào tâm chúng ta đại chúng cứ thử xem đại chúng cứ thử không giữ giới xem có phiền não không đó, bây giờ thử đi giết người một cái xong xem có phiền não không đấy phật chế ra phật tử tại gia năm giới không giết người nhé, không trộm cắp không tà dâm không dối láo và không nghiện ngập bây giờ tôi thử không giữ giới tôi thử đi giết người xem đại chúng xem có bị phiền não không giết người xong nhất khoát là lo lắng là sợ hãi đấy là phiền não đấy là trốn chui trốn lủi phải không là sợ bị người ta phát hiện người ta bắt được rồi sẽ sợ bị tù đầy sự sợ bị tử hình đại chúng thấy không? đố ai giết người xong rồi mà mà an ổn được vâng dù có trốn đi được thì trong tâm vẫn sợ hãi còn sợ hãi thì vong hồn nó về nó báo oán nữa cơ cho hầu như tất cả những kẻ giết người đúng không? tâm đều bất an cả thưa đại chúng có những kẻ bất an đến nỗi về sau ra tự thú mặc dù công an chưa tìm ra mà tự mình phải ra tự thú vì quá sợ hãi nó làm cho không ăn được không ngủ được đêm không ngủ được tự hoảng loạn tự sợ đấy thưa đại chúng thì đấy là phiền não đấy à, cho nên phật bảo hãy giữ giới đừng giết người wow, không được giết người à, giữ được giới này là mình an ổn ở trong cái việc này à, không bao giờ mình bị cái tội không bao giờ tội không phải lo về cái chuyện mình bị cái gì thứ à, hai là giới thứ hai là không trộm cắp đại chúng thế đó. thế mình thử đi ăn trộm ăn cắp xem thôi ăn trộm cắp đặt vặt thì thầy không nói nhưng mà cái ăn trộm cắp mà 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 vào cái mức mà hình sự bây giờ xem thì đại chúng thấy bắt đầu lo sợ ngay bắt đầu lo lắng ngay đại chúng làm những điều gian dối lo lắng ngay bất an ngay đó, đó thưa đại chúng đấy cho nên ấy chính đức Phật chế ra giới là để ngăn chặn phiền não cho chúng ta đại chúng thấy không Ừ, giới nào cũng là cái giới ngăn chặn phiền não cho chúng ta Cái giới thứ ba là giới không tà dâm, không ngoại tình đấy Thử ai ở trong đây có vợ, có chồng rồi đi ngoại tình xem có lo lắng không? Phải không? Trốn chui, trốn nủi, giấu trước, giấu sau Nói dối nọ, dối kia à, Từ cái điện thoại cũng sợ không? Cũng phải đặt mật khẩu, mật không sợ vợ nó lần ra Nó biết là chết Phải không? Ừ, nghe điện thoại cũng phải nghe lén, nghe lút Tại chúng thấy không? Nó giấu đủ đường, phiền não lắm đấy chứ một tí một chút cái vui vui vào với cái cô tình nhân bé nhỏ thôi nhưng mà đầy một bồ phiền não Tại à, chúng có thấy không đó một bồ phiền não luôn sợ cơ quan người ta phát hiện vào anh em đoàn thể người ta biết thì là mất chức vợ mà nó biết nó đánh ghen rồi nó làm âm mỹ lên là cũng mất